Xin chào mọi người, hy vọng mọi người vẫn an toàn ở nhà. Mùa Covid này thật khó khăn với tất cả mọi người, nhưng mà HT Camera vẫn cố gắng để mang đến những video clip để trả lời những cái thắc mắc cho các bạn. Thì sau rất nhiều các cái series video clip đã ra thì cũng có khá nhiều các cái câu hỏi, thì nhờ các bạn bên cửa hàng cũng collect tất cả, nói chung là không được tất cả, nhưng mà các cái câu hỏi nó đa số, thì hôm nay mình tổng hợp lại để mình sẽ ra một cái video clip gọi là question và answer ha, có nghĩa là hỏi và đáp. Thì nó có khoảng 17 đến 18 câu hỏi mà thường gặp ở trên các cái clip của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip để giải thích cho các bạn, làm sao cho các bạn ngồi ở nhà mà vẫn có thể mua hàng được ha. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà mình muốn mang tới với các bạn là cái câu hỏi GoPro đang chuyển dữ liệu mà tháo pin ra sau đó lắp lại thì bật không lên. Thì đây là một cái hiện tượng có nghĩa là sốc nguồn. Vì thường các bạn mà đang chuyển dữ liệu như vậy á thì các bạn không lên rút pin. Nếu mà trường hợp này nó xảy ra, các bạn nên rút cục pin đó ra, rút thẻ nhớ ra, và mình đợi trong khoảng tầm độ 10-15 giây. Sau đó các bạn cắm lại pin và bấm giữ lâu, thật lâu cho mình khoảng 10 giây ở cái nút mode trên GoPro. Các bạn thử như vậy thì khoảng 90% nó sẽ lên lại. Còn nếu như mà nó vẫn không lên thì các bạn có thể kiểm tra lại cục pin đó xem là cục pin nó còn hay nó hết. Nhiều trường hợp là sao? Lúc mình rút pin ra thì cũng là cái lúc mà cục pin nó hết. Đó. Thì khi mà các bạn bật lên nó cũng không lên nguồn. Nếu như mà có cơ hội các bạn nên thử với cục pin số 2. Nếu như mà cục pin số 2 đó nó vẫn không lên thì chúng ta phải rút pin, rút thẻ nhớ ra và cắm trực tiếp cái GoPro của mình vô cái nguồn điện. Đó. Có nghĩa là mình sẽ sử dụng cái dây sạc, mình cắm trực tiếp vào cổng USB của điện thoại hay là của laptop gì đó, hay là của sạc dự phòng đó. Và mình cũng bấm giữ cái nút mode khoảng 10 giây. Đó. Thì chắc máy nó cũng sẽ lên thôi. Nếu mà các bạn chỉ có cái trường hợp là đang truyền dữ liệu mà rút cục pin ra mà nó bị như vậy. Đó. Thì hy vọng các bạn thử. Nếu như mà còn những cái mà hiện tượng nó hơi, nói chung là không lên nữa, thì các bạn cứ comment và mình sẽ, hoặc là mang tới cửa hàng, mình cũng sẽ hỗ trợ với những kiến thức gì mình đang có. Đó. Về câu hỏi tiếp theo là GoPro mở lên báo busy thì phải làm gì? Thì đa phần GoPro mở lên báo busy là lỗi do thẻ nhớ. Thường các bạn bấm lên nó sẽ hiển thị này, một là preparing file, hai là busy. Thì thường cái lỗi này nó phát sinh là do cái thẻ nhớ của các bạn. Khi mà các bạn sử dụng thẻ nhớ, các bạn nên chú ý đến cái thông số của thẻ nhớ. Thẻ nhớ các bạn nên sử dụng cho GoPro nó phải là U3. Các bạn nhìn ở trên cái thẻ nó luôn luôn ghi cái chữ U3. Nó ghi rất là nhỏ. Nhưng mà lưu ý. Và thường á, để mà sử dụng cái thẻ mà nó ổn định cho GoPro á, thì ngay ở trên website của GoPro, cái mục mà memory card, nó cũng để cái hãng là SanDisk Extreme. SanDisk Extreme hoặc là SanDisk Extreme Pro. Thì đây là những cái hãng mà nó hoạt động ổn định, nó được gọi là recommend từ GoPro. GoPro khuyến cáo là nên sử dụng cái thẻ đó. Thì khi mà các bạn sử dụng, nếu mà nó cái loại thẻ đó mà nó vẫn ghi là busy hoặc là preparing file, thì các bạn lấy hết cái dữ liệu ở trong cái thẻ nhớ đó ra, xong đó các bạn format lại cái thẻ nhớ đó cho mình, format ở trên computer đó. Thì khi mà các bạn format như vậy á thì nó cũng sẽ làm cho cái thẻ nhớ của các bạn nó chống bớt đi. Đặc biệt những các bạn mà quay cái thẻ khoảng 128 hoặc là 256 chẳng hạn, nó gần như là gần full rồi. Thì cái mà busy đấy nó cũng giống như các bạn phải load cái hình của một cái dung lượng 156GB. Nó sẽ lâu hơn là bạn load một cái hình ở một cái thẻ 32GB lên, nó sẽ nhẹ đi. Thì các bạn khi mà cái thẻ nhớ nó cũng gần đầy như vậy, các bạn xóa bớt đi, các
các bạn cũng format lại. Đó. Thì có khả năng nó sẽ hỗ trợ là mất cái hiện tượng là preparing file hoặc là busy. Ngoài ra, nếu trường hợp mà các bạn đã làm như vậy rồi mà nó vẫn bị, các bạn thử thêm một bước nữa cho mình là các bạn update lại cái GoPro. Thì trong cái kênh HT Camera của mình cũng có một cái bài là hướng dẫn các bạn cách update GoPro bằng manual, có nghĩa là bằng laptop. Thì các bạn cần phải có một cái laptop hoặc là có máy tính thì các bạn mới sử dụng được cái chế độ gọi là manual update. Thì hy vọng các bạn sẽ update được theo cái video clip của mình hướng dẫn như vậy. Rồi, các bạn update rồi mà nó vẫn bị đúng không? Thì chắc chắn là một là cái GoPro nó đang lỗi phần cứng, hai là cái thẻ nó đang lỗi. Thì các bạn tiếp tục là nhờ đến cửa hàng hoặc là các bạn thử một cái thẻ thứ hai. Nếu như mà nó vẫn hiện tượng là preparing file hoặc là busy thì chắc chắn là nó liên quan đến cái GoPro rồi. Đó, thì các bạn mang đến để kiểm tra và bảo hành. Về câu hỏi số 3 là top phụ kiện cho GoPro 9. Thì cái câu hỏi này á, thực sự mình cũng đã làm với cả GoPro 8 rồi. GoPro 9, GoPro 8 thực sự phụ kiện mà nó xài thực sự nó như nhau à? Các bạn cũng phải cần pin, sạc, thẻ, gậy, hộp chống nước, rồi hộp đựng phụ kiện, rồi một cái nói chung là những cái gì mình nói đấy là những cái phụ kiện cần thiết rồi, top rồi đấy nhá. Gậy này, pin này, sạc này, thẻ này. Đó, rồi một cái hộp đựng phụ kiện. Ngoài ra dán màn hình, vỏ silicone. Nhưng riêng với GoPro 9 vì nó là một cái GoPro mà sản xuất ra chủ yếu dành cho dân vlog. Mình nói thẳng luôn vì nó có cái màn hình phía trước. Chứ còn nếu mà dân thể thao thì cũng chẳng ai chơi thể thao mà dùng đến cái màn hình phía trước khi người ta gắn này trên người chẳng. Thì GoPro 9 ngoài cái đó ra thì các bạn lên quan tâm đến cái Media Mode. Media Mode cho GoPro 9 tại vì nó sinh ra để cho làm vlog mà. Đó, thì có cái này. Các bạn cứ tìm hiểu cái video ở trong cái kênh HT Camera của mình cũng có những cái phụ kiện đáng mua, nên mua khi mà dùng với GoPro. Thì cái đó nó xài chung với tất cả GoPro thôi, 5, 6, 7, 8, 9 nó như nhau. Thì đấy là những cái câu hỏi mà liên quan đến phụ kiện nhé. Phụ kiện GoPro 9 nó cũng như GoPro 8, GoPro 7, GoPro 6 thôi. Tiếp câu hỏi nữa là cái câu hỏi số 5, câu hỏi số 4 là GoPro có ghi đè được không? Thì xin thưa rằng GoPro không có chế độ ghi đè. Nhưng nó có một cái chế độ là chế độ looping. Chế độ looping này là cái chế độ các bạn cứ cho nó quay nhưng nó không ghi. Đó, nó không ghi. Chỉ khi nào các bạn bấm ngừng quay thì nó mới quay. Nó chỉ ghi lại từ cái lúc các bạn ngừng quay trở về trước đó. Ví dụ như do các bạn cài 5 giây, 10 giây hoặc 1 phút, 2 phút hoặc là full cái thẻ nhớ. Còn lại là nó không có ghi cái gì cả. Nếu như mà các bạn không quên, không có bấm tắt cái video clip đó đi thì nó cũng sẽ xóa luôn. Đấy là cái chế độ của nó là looping nhá. Chứ nó không giống như ô tô là nó sẽ phân ra từng clip một. Không. Cái này ví dụ như mình đặt một cái clip khoảng 30 giây chẳng hạn, mình chơi thể thao đúng không? Mình thực hiện một cái động tác cực kỳ khó. Cái động tác này ví dụ như mình thực hiện phải 10 lần mới được một lần. Thì mình sẽ để sang cái chế độ looping, mình bấm quay và mình thực hiện những cái động tác khó đó. Và đến lần thứ 10 chẳng hạn, mình thực hiện được thành công thì mình chạy ra, mình bấm cái GoPro tắt quay đi. Thì nó chỉ ghi lại đúng cái lần số 10 đó của mình thôi. Còn những cái lần trước kia nó đã xóa hết rồi. Thì cái này nó phù hợp cho các bạn này, tiết kiệm được cái thẻ nhớ. Và cái clip của các bạn không cần phải xóa hoặc là về cắt những cái clip mà nó không liên quan đến phía trước. Đấy nhá, đấy là chế độ looping. Còn GoPro 8 và GoPro 9, các bạn update lên các bản mới nhất thì nó có cái chế độ gọi là dashcam. Chế độ giống như của ô tô. Đó. Nhưng mà cái chế độ dashcam này thì mình chưa thử nên mình chưa trả lời được cho các bạn là nó có chức năng ghi đè giống như một cái camera hành trình ví dụ như Vietmap hoặc là Blackview hay không. Thì cái này mình sẽ phải kiểm chứng sau ha. Còn mình chỉ biết là cái chế độ looping là cái chế độ mà ví dụ như mình giải thích phía trước đó, chơi thể thao mình bấm ngừng một cái thì nó sẽ chỉ có lưu cái cảnh
gần nhất bao nhiêu phút, bao nhiêu giây là do mình cài đặt. Rồi, đấy là tất cả những cái câu trả lời của mình với những cái câu hỏi của các bạn đưa ra cho mình trong cái đợt này. Thì mình hy vọng các bạn thích và tiếp tục đặt ra những cái câu hỏi cho mình để mình có những cái video kế tiếp. Thì hy vọng những cái câu trả lời của mình vừa rồi sẽ cung cấp thêm cho các bạn những cái kiến thức cơ bản, và mong những cái câu trả lời đó làm cho các bạn hiểu thêm về những cái sản phẩm mà bên HT Camera mình đang bán. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.